Ở video trước, sau khi giáo hội cố gắng lật đổ vua Heinrich đệ tứ và đưa Heinrich đệ ngũ lên ngôi hoàng đế của đế chế La Mã thần thánh và Bắc Ý, dẫn đến thỏa ước Worms vào năm 1122, giúp cho giáo hội Tây La Mã được độc lập và củng cố chính trị. Tuy vậy, đã có một chiến dịch xảy ra trước đó giúp thỏa ước này được ký kết, đó là chiến dịch thập tự chinh thứ nhất. Vào năm 1040, đế quốc Hồi giáo nhà Seljuk được thành lập bởi Seljuk Beg. Nhà Seljuk, họ là ai? Họ là những tộc người du mục kỵ ních vùng Trung Á, có nguồn gốc từ người đột quyết đã cải sang đạo Hồi. Họ khởi đầu từ việc liên minh các bộ lạc hình thành nên thành bang Oghuz nay là nước Turkmenistan. Mạnh nhất là gia tộc nhà Seljuk, sở hữu những đội kỵ binh nhanh nhẹn và kỹ thuật bắn cung điêu luyện. Ngoài ra, họ còn phát minh ra bàn đạp ngựa, giúp con người giữ thăng bằng trên lưng ngựa. Họ dẫn dắt người Oghuz chinh phạt xứ Ba Tư nay là Iran và tiến về Trung Đông xây dựng một đế chế bá quyền rộng khắp vùng Tây Á. Năm 1070, nhà Seljuk xâm lược đế chế Đông La Mã Byzantine. Họ thành công chiếm được phần lục địa châu Á của Byzantine nhờ chiến thắng ngoạn mục tại Malazgirl vào năm 1071 và bắt sống được Romanos đệ tứ, hoàng đế của đế quốc Byzantine. Nhằm khinh bỉ vị hoàng đế này, Sultan nhà Seljuk lúc đó là Malik Shah cho thành lập Hồi quốc Rum hay Roma, đặt ngay sát vách thành đô Constantinopolis của Byzantine. Họ còn bành trướng tới vùng Đông Địa Trung Hải, thành công đánh chiếm Jerusalem, đất thánh của mọi nền tôn giáo. Việc Jerusalem bị người Seljuk chiếm khiến việc hành hương về đất thánh của người Kitô hữu trở nên khó khăn. Sau khi Malik Shah qua đời, thì đế chế nhà Seljuk cũng tan rã vì một số bất đồng quan điểm. Tuy vậy, thế lực nhà Seljuk tại Trung Đông vẫn rất mạnh nhờ vẫn kiểm soát được các thương cảng giàu có tại Tây Á và Bắc Phi. Hoàng đế Byzantine lúc này là Alexios đệ nhất đã tận dụng cơ hội này. Vào năm 1090, ông ta đã cử nhiều sứ giả gặp hoàng đế của đế chế La Mã thần thánh là Heinrich đệ tứ và hối lộ ông ta rất nhiều châu báu để diện kiến giáo hoàng Urban đệ nhị của giáo hội Tây La Mã, mong vị giáo hoàng này bỏ qua những bất đồng quá khứ của hai nền tôn giáo Kitô Đông Tây mà có thể kêu gọi giáo dân Kitô của các vương quốc Tây Âu giúp họ đánh người Seljuk. Ban đầu, vị giáo hoàng không hứng thú vì ông ta muốn tập trung giành lại bán đảo Iberia nay là nước Tây Ban Nha từ tay người Hồi giáo hơn. Nhưng với những lời hứa sẽ được sự nhượng bộ của người Byzantine với các thương cảng Tây Á và Bắc Phi nếu đánh bại người Seljuk, Urban quyết định giúp đỡ Byzantine. Năm 1095, giáo hoàng Urban đệ nhị tổ chức hội nghị Clermont tại Pháp. Trước sự tham gia của đông đảo các tầng lớp tín đồ Kitô, giáo hoàng Urban đệ nhị trên bục đã phát biểu công kích sự tàn bạo của người Hồi giáo khi xâm chiếm lãnh thổ của đế quốc Byzantine, đồng thời ca ngợi những thành tích vinh quang của người Pháp tại cuộc thánh chiến ở Iberia. Không những thế, ông còn kêu gọi mọi tầng lớp hãy cầm vũ khí lên đường giải phóng mộ Chúa để cứu lấy đất thánh Jerusalem. Hành động này được ông mệnh danh là cuộc thánh chiến thập tự giá chống trăng lưỡi liềm. Những ai đáp ứng lời kêu gọi tham gia cuộc thánh chiến này sẽ được trục tội nếu hy sinh trong chiến đấu và được lên thiên đường. Hưởng ứng đầu tiên của lời kêu gọi là một đội quân hơn 6 vạn người được chỉ huy bởi Peter Hạnh Khổ Tu Giả vào năm 1096, được gọi là thập tự chinh của nhân dân. Nhưng đội quân này đều là những nông dân nghèo, thiếu kỷ luật và vô tổ chức. Khi tiến vào Đông Âu, họ tàn sát người Do Thái tại đây với lý do người Do Thái cũng là kẻ thù của Kitô hữu. Khi tàn sát và cướp bóc xong, họ mới tới Constantinopolis, nhưng cũng chỉ lo cướp bóc, nhậu nhẹt, ăn xin khắp đường phố tại đây, khiến hoàng đế Alexios đệ nhất sợ hãi. Đội quân ô hợp này cũng nhanh chóng bị nhà Seljuk đánh bại, chỉ còn đúng 3.000 người sống sót. Nhóm thứ nhất thua thì nhóm thứ hai tới, được gọi thập tự chinh quý tộc, thành phần chủ đạo là các hoàng tử và hiệp sĩ quý tộc đến từ Pháp, Đức và Ý, được giáo hoàng Urban đệ nhị tuyển chọn kỹ lưỡng về đức hạnh, nhân phẩm. Nói là thế, nhưng những người được đi này chủ yếu là những con cháu những gia tộc có thành kiến với Heinrich đệ tứ. Âm mưu của Urban là ông ta muốn sau khi chiến thắng người Hồi giáo sẽ có một đường dây thân tín của mình ở Tây Á để phục vụ các mục tiêu chính trị của giáo hội đối chọi với đế chế La Mã thần thánh và thống nhất toàn bộ lãnh thổ Kitô Đông Tây. Alexios đệ nhất khi biết được âm mưu này, ông ta đã gặp riêng những quý tộc của nhóm thứ hai, bắt họ phải lập lời thề trung thành với Byzantine và hứa sẽ trả lại các vùng đất chiếm được, đổi lại Byzantine sẽ là hậu phương cho họ. Những quý tộc này buộc phải đồng ý vì khi tới họ cũng đã cạn kiệt quân nhu và họ cũng không thể quay lại châu Âu vì sợ bị khép tội bất tuân mệnh lệnh. Các đội quân thập tự chinh vượt qua eo biển Bosporus và tiến vào Tiểu Á trong nửa đầu năm 1097, tiến công thẳng vào Nicaea, thủ đô của người Seljuk. Sultan nhà Seljuk là Arslan đệ nhất không thèm để ý đội quân này vì nghĩ họ chắc cũng giống như đội quân trước, nên đã để lại lương thực, ngân khố và cả gia đình ở lại Nicaea mà ra ngoài thành để lo một cuộc chiến khác. Đội quân thập tự lần này là những hiệp sĩ có kinh nghiệm chiến đấu cao nên đã ngay lập tức đánh bại đội kỵ binh Seljuk được để lại ít ỏi. Tuy nhiên, do thành Nicaea quá vững chắc và quân dân trong thành cực kỳ dũng cảm, quân thập tự không thể hạ thành, chỉ còn cách vây thành. Arslan đệ nhất khi nhận được thư cầu cứu của thành mà thất kinh, vội quay trở về giải cứu thành. Nhưng ông ta bất ngờ bị quân thập tự do Raymond và Robert xứ Flanders chỉ huy phục kích đánh bại. Mặc dù
cả hai bên đều thiệt hại nặng ngang nhau, nhưng Aslan đệ nhất lại xin rút lui, bỏ mặc người dân trong thành. Chiếm được Nasia thành công, đội quân thập tự dưới sự chỉ huy của hai anh em Godfrey và Baldwin xứ Bulong tiến đánh Antioch vào năm 1098 và thành công. Cuối cùng, quân thập tự Trinh đã đến được Jerusalem và bắt đầu bao vây thành phố vào tháng 6 năm 1099. Thành phố rơi vào tay họ vào tháng 7 cùng năm. Vì bất hòa với cách thưởng của Alexios đệ nhất, nhóm quý tộc thập tự thi nhau tự tách Jerusalem và các vùng chiếm được thành các công quốc thập tự chứ không cho trả lại cho Alexios đệ nhất. Godfrey cũng được họ bầu lên lãnh đạo Jerusalem với tôn vị người bảo vệ đền thánh. Về sau, Baldwin thay anh trai Godfrey lên làm vua Jerusalem, trở thành vị vua vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và kiểm soát các lãnh thổ Đông Địa Trung Hải mà người thập tự Trinh đã chiếm được, lập nên một thể chế chính trị theo kiểu châu Âu ở Tây Á, kết thúc thập tự Trinh thứ nhất. Đây cũng là cuộc thập tự Trinh duy nhất thành công trong việc chiếm được Jerusalem dưới góc nhìn người châu Âu. Chiến dịch thập tự Trinh đã hoàn thành mục tiêu chính trị của Urban. Giờ đây, giáo hội Tây La Mã đã được củng cố quyền lực và độc lập hơn, một trong những nguyên nhân khiến đế chế La Mã thần thánh phải nhượng bộ việc phong chức cho giáo hội khi thiết lập thỏa ước Rome. Tuy nhiên, cuộc thập tự Trinh cũng gây ra nhiều đau thương và mất mát, tạo nên một môi trường của bất bình đẳng và xung đột tôn giáo kéo dài hàng thế kỷ.